Bắt đầu từ số 1 của topic 3 bây giờ nó sẽ là từ đồng hóa thì nào? Mình có illustrate, accumulation, assimilation bình tĩnh thôi nhé, không cần vội. Simulation. Assimilation, rồi. Số 2 này, rõ ràng. Congress, Kistan, Economist hay là Appearance? Rõ ràng bề ngoài. Cái từ mà lúc nãy chị lấy ví dụ ấy, có viết ở đấy, nó là một danh từ thì đây nó cần một tính từ. Economist. Rồi, thế là phải học cả hai từ luôn nhé. Ok, biết từ này đầu tiên thì sẽ là rõ ràng bề ngoài, sẽ là từ này, appearance nhé. Appearance là rõ ràng bề ngoài trước này. Đây nhá, đánh để như này để cho nó nhìn ra từ appearance sẽ là rõ ràng bề ngoài. Appearance. Viết đẹp nhá, không cần viết vội. Phải viết thì mới nhớ được bài mà, nên là các cô phải viết. Appearance, rõ ràng bề ngoài, đọc nhiều là sẽ nhớ luôn. Ok. Có appearance này, rồi xong rồi mình viết đến là đây cái biểu hiện. Thằng này là tính từ đúng không? Cái chữ A này là tính từ, rõ ràng bề ngoài. Tiếp tục, tích lũy. Circumstance, illustrate, accumulation, Vaccination bỏ. chọn số này à? À đây, em chọn Không đây, à? em chọn đây nhé, em chọn số 4 á. Không, em bảo là assimilation là bỏ mà. Ừ rồi đúng rồi, thì tại vì lúc đầu mình có accumulation rồi đúng không? Rồi bỏ bỏ cái này, tiếp. Yep. Tích lũy. Lũy. Ừ. Tích lũy. Loại tiếp đi. Còn gì nữa không ạ? Nào, thế bây giờ chọn thử một đáp án, nếu mà đi chơi sửa số mà. Số rồi em sẽ chọn vừa illus illustrate Rồi. Nó vẫn không cho đọc. Em sẽ chọn đây đúng không? Illustrate nào, viết số 2 nhá, viết số 2. Tích lũy sẽ là từ này, mình chỉ có một số từ liên quan đến bắt đầu một chữ ơ thôi, mình có assimilation là đồng hóa rồi. Bây giờ học thêm một từ nữa là accumulation là tích lũy. Chị sẽ xem cái từ này nó xuất hiện ở trong câu số mấy thì mình sẽ áp dụng luôn là cái từ này. Có thể nó sẽ ở những cái bài đồng nghĩa trái nghĩa. Accumulation. Nhớ là viết màu xanh nha, không phải viết màu đỏ. Sau mỗi từ này có thể mình có thể viết 5 từ, 5 lần, 10 lần thôi chứ mình viết như một lần đâu. Rồi tiếp số 3 nhá. Accumulation là tích lũy rồi này. Next, đánh giá cao. Giá cao Evaluate. y và ghế Tiếp tục, bây giờ có một cái như thế này là nó sẽ liên quan đến chữ A nhiều đúng không? Mình đi tưởng nó theo lần lượt phải chữ cái, không biết là có đúng không nữa. Appreciate, đánh giá cao. Từ này hay gặp. Appreciate, appreciated. Appreciate it.
Rồi, appreciate, đánh giá cao. Đọc lại ba từ đã vừa viết cho chị nào. Đọc lại ba từ vừa viết trước. Apparent, rõ ràng bề ngoài. Yes, Accumulation, tích lũy. Và appreciate. Rồi, yep. Quá trình hoạt động mà không thành công, không hiệu quả. Cái này ok luôn đúng không? Sẽ là a dead loss. Good. Rồi, a dead loss. Tích lũy, lặp lại những từ mà mình vừa sai đấy. Tích lũy, accumulation. Accumulation, lặp lại từ sai. Ừ, đánh giá cao. Trong vở vừa viết. Appreciate. Appreciate. Bình thường nếu mà mình cảm thấy viết bằng bút xanh hay bút đen thì đến lúc mà khi mình lặp lại từ nó có thể đánh dấu bằng bút đỏ. Nào, tiếp tục từ này. Rõ ràng bên ngoài. Apparent. Apparent. Rồi, đấy, ba từ mình vừa viết xong. Tiếp từ khác rồi này. Phương pháp tiếp cận. Gợi ý nó sẽ là những từ liên quan đến chữ A, đúng không? Bây giờ em có thể loại trừ được rồi đó. Mình có apparent và appreciate. Đã có rồi, vậy chỉ còn hai từ thôi. Approach. Approach. Rồi, approach. Nông nghiệp. Nông nghiệp. Ngân hàng nông nghiệp. Đã nhắc rất nhiều lần từ ngân hàng nông nghiệp rồi. Agriculture. Agriculture, rồi. Được 7 từ này. Tiếp tục. Rồi, đây. Nào, đến từ, cố lên. Từ này sẽ là không chạm từ. Đúng tiếng Anh sang tiếng Việt nhá. Hình dung từ, cái từ nào là từ chạm tiếng Anh? Be out of touch. Rồi, be out of touch. Tiếp, không bắt kịp thông tin. Thôi thì từ này vẫn sẽ là từ này luôn nhá, vẫn là bị out of touch luôn nhá. Một là cái chạm trong thực tế, là từ người chạm với người á, từ cái thực tế là chạm là mình không thể tiếp cận được đến một cái thông tin nào đấy, từ này luôn. Chạm, chạm. Tiến hành. Grab, attack hoặc là carry out. Chọn một trong hai đi nào. Số 4. Nào, ok, viết. Từ này chị không nghĩ là em chưa nhớ, nhưng mà chị phải biết thôi. Mình có carry out bằng conduct, tiến hành. Nhớ là hai từ này bằng nhau luôn, để tí nữa mình làm cái bài tập đồng nghĩa nó chính là hai từ cần nói luôn. Chỉ có ghép vào cái hoàn cảnh của nó sẽ như thế nào thôi. Phải là đốc thúc học nhiều từ mới lên. Rồi, carry out, conduct, xong chưa? Tiến hành thuộc địa hóa, chú ý đến cái động từ của nó là nó có cái V này, động từ thuộc địa hóa. Thuộc địa hóa. Facility hoặc là share. Rồi thế thì không được nhá, loại cho loại hai đáp án này luôn. 50-50 loại hai đáp án, hai và ba luôn. Còn hai từ economic và khu vực này, cho chọn một trong hai. Rồi, em chọn nhầm. Em chọn colonize. Rồi, không cho biết từ này nhá, nhưng mà cũng nhớ vào luôn. Nó sẽ là thuộc địa hóa vì nó không lẫn thêm một cái từ nào khác luôn ấy. Biết này, bồn chồn lo lắng. Cái này butterfly in the stomach. Rồi, cái từ này gặp nhiều lắm, nó là một cái idiom đấy. Hoàn cảnh. Hoàn cảnh là cái tình huống của mình, là bình thường có là in my situation bằng với lại là in. Chọn đáp án đi nào. Mình vừa viết từ carry out bằng conduct nghĩa là gì rồi? Vừa viết trong vở xong. Cái nào bằng conduct nghĩa là tiến hành. Đấy, mình chỉ còn 3 từ cần chọn thôi.
Gợi ý nó là chữ C. À, bây giờ em sẽ học theo kiểu bảng chữ cái, nó kiểm tra em này cho bảng chữ cái từ chữ A này xong đến chữ B rồi đến chữ C. Bây giờ chữ C còn hai từ, một là circumstance, hai là conjunction. Em chọn congestion. Thế phải biết rồi, thế phải biết rồi nào. Circumstance bằng cái luôn. Yes. Luôn circumstance. Mới lắm à. Những từ này mới lắm nữa này. Circumstance. Phải biết nhiều bởi vì đến lúc mà nó kết hợp những cái từ này vào một câu rồi thành một đoạn văn thì mình có biết đường mà đọc mà nó nghĩ ra nghĩa. Circumstance. Ok này, chuyện. Lặp lại từ rồi. Tiến hành. Contract. À không, cái điều cần đã. Rồi, cái đó, hoàn cảnh. Cứ nhớ một hoàn... câu. Là in my hoàn cảnh vừa viết xong, vừa viết bốn bút xong. Tên in my circumstance, nhớ thế nhá. Cứ nhớ là hoàn cảnh sẽ là từ là in my circumstance, trong hoàn cảnh của tôi. Mình có cư dân, những người sống ở một phố nào đấy, gọi là cư dân khu nào đấy. Mình vẫn mới nguyên à. Nào, carry out cơn đắc đã loại rồi đúng không? Cư dân á, down to the... bình tĩnh không là chưa tỉnh táo là phải đi lấy nước để uống cho tỉnh táo này. Cư dân, chắc là discipline. Thôi chị sẽ không bắt em biết từ này đâu, nhưng mà nhớ nó đây này. Nó sẽ là civilian bằng với inhabitant. Nó ha, nhớ nhá. Cư dân, civilian bằng inhabitant. Rồi, mình có down to earth bằng practical, những cái thực tế mà lúc nãy mình đã học rồi. Những cái gì thực tế là gì, là hiện thực đúng không, là xuất hiện trên trái đất này. Mình hiểu như thế nó sẽ dễ nhớ được cái từ down to earth thực tế hơn. Còn đây cư dân sẽ là từ này, civilian bằng inhabitant. Rồi tiếp tục đấy, thuật ngữ trong vòng này là mình vừa học xong được những từ này rồi nè. 11 carry out equals conduct. Đấy, là tiến hành thực hiện đúng không? Mình có nhìn ở đây một tí, mình có colonize là chủ tính hóa, mình vừa học những từ này xong. Mình nhìn lại một lần nữa, mình có circumstance là hoàn cảnh và civilian là cư dân. Tiếp. Hiệp hội liên minh, từ này là chính là trong bọc đá của mình đây. Hiệp hội liên minh. Confederation. Rồi, confederation of che giấu. Che giấu. Che giấu. Che giấu. 3 giây thôi. Không phải hostage. Ừ, không phải hostage. Không phải Everest. Ừ, đúng rồi. 50% rồi, chính xác. Còn hai kia nữa. Ừ, một cái lúc nãy mà chị gợi ý nhá, có một cái lúc nãy ở trong phần vừa học ấy là mình có một cái từ là dân số đông đúc thì chị dùng từ nào ấy? Conceal. Em chọn là gì? Là che giấu. Che giấu. Rồi, chính xác, cái từ này sẽ là che giấu, còn từ này sẽ là dân số đông đúc mà. À, conceal, che giấu. Đại hội, quốc hội. Đại hội, quốc hội. Oh no. Loại tiếp, loại trừ tiếp. Mình có từ số không 4 này. Apparent. Không phải. Không phải từ congestion. Rồi. Không phải congest. Làm gì? Chọn số 4 à? Không, em chọn số 1. Rồi, ok, chọn số 1. Congest. Sự quá tải. Sự quá tải không phải acid.
là mình hiểu như kiểu là bình thường mình hay có từ traffic jam á, tắc đường á, đúng không? Thì bây giờ ngoài cái việc là mình nói là traffic jam thì mình có một từ khác là traffic chấm chấm chấm. Sự quá tải. Chắc là số 2 gì? À, em đã có đang rửa sách không? Không. Đang rửa sách không? Thế rửa sách ra đằng nào thì nữa mình chẳng phải học đến sách. Không thể không cần học đến sách luôn. Lấy sách đi. À, rửa trang 79. Chính là top thứ 3 của mình đúng không? Xong rồi nhìn đến từ số 6. Lấy sách đi. Sách ra chưa? Chị share lại cái hình sách nha. Đây, share lại cái màn hình sách cũng được. Đây, nhìn thấy từ số 6 trên màn hình của chị cũng được. Nhìn ra từ nào chưa? Mình có từ congas là đại hội quốc hội này, và từ congestion là sự quá tải. Đó, bây giờ chọn như thế nào? Congestion. Ừ, thế bây giờ sự quá tải sẽ là từ? Congestion. Rồi, hiểu đấy. Tiếp, sự tiêu dùng. Sự tiêu dùng. Ừ. Gợi ý là một chữ C, tiếp tục là một chữ C. Ê, consumption. Consumption, rồi sự tiêu dùng nha. Consumption, sự bảo tồn. Tiếp tục là một chữ C. Mình có congestion lúc nãy là gì rồi? Traffic congestion á. Sự bảo tồn. Bảo tồn. Conservation này hay là contribute to hay là congestion. Đâu nào? Sự bảo tồn. Không phải get it off nha. Ừ, rồi, không phải right đi hả? Chị tự ý là chữ C rồi mà. Không phải congestion. Không phải congestion luôn. Contribute là... to hoặc là conservation. À, chốt đi. Contribute to là đóng góp mà. Thế chọn. Chọn là conservation đúng không? Rồi, nói ngoài một tí. Cái từ conservation này nó là động, à nó là danh từ thì mình có từ conserve như này này. À, conserve thì nó sẽ là động từ nhá, cái từ bôi đỏ là động từ, còn từ này là danh từ của nó. Được. Rồi, chọn được đáp án là số 2. Đóng góp vào, lặp lại rồi nhỉ. Contribute to. Rồi, contribute to. Vừa học được 21 thuật ngữ, đấy là thêm một số từ ví dụ như là congestion là quá tải này, mình có traffic congestion. Consumption, tiêu dùng, conservation, bảo tồn, contribute to, đóng góp vào. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Không phải congestion, không phải conversation. Đúng rồi. Flexible. Còn hai từ thôi. Tiếp tục là một chữ C đi nhé. Phải không? Viết từ này vào vở. Viết từ này vào vở. Criteria, tiêu chuẩn. Criteria. Loại trừ, đúng không? Khi mà mình học được từ sau mình nhớ hai từ trước là ok rồi. Ok. Tăng criteria. Đặt nào biết thế luôn á. Gây rối. Gây rối. Hỏi accumulation. Accumulation nó mãi viết chưa nhỉ? Không phải từ này. Đó, biết rồi. Theo ảnh, là... theo bảng thứ tự alphabet đúng không? Hết từ C là bây giờ đến chữ D, là số 1 và số 3. Discipline hay là destructive
mà cái từ một cái từ destructive. Lúc nãy destructive là kỷ luật, chị nói nhiều trong học rồi. Destructive gây rối, gây gọi là ngắt quãng, khủng hoảng. Chứ ta không phải Citeria à? Rồi, consumption lúc nãy là gì rồi? Sự tiêu thụ. Không biết, lúc nãy không biết, nhưng nó là sự tiêu thụ đúng không? Tiêu thụ. Bây giờ còn hai từ này, lại tiếp tục có một agriculture là gì rồi? Agriculture. Agriculture bank, ngân hàng. À, là ngân hàng, nông nghiệp. Thế thì còn từ này thôi đúng không? Reset, khủng hoảng. Tí nữa nhớ từ này để mình còn học một cái từ là khủng hoảng kinh tế nữa. Hai tiếp. Một cái là hiệu quả, một cái là không có lãi. Nghĩa là có lãi là có hiệu quả, không có lãi là có hiệu quả. Chọn xem nào. Dựa vào cái bài gọi là suy luận và loại trừ. Mình có số 2 à. Chọn đi. Cái này dễ hả? Đấy, cái này dễ. Chọn đi. Cái này là số 3 gì? Rồi, cost effective và unprofitable. Dày đặc. Dày đặc. Không phải consume. Consume là gì rồi? Consume nghĩa là cái gì? Che giấu. Che giấu. Từ này không biết. Reset nó mãi là khủng hoảng rồi. Còn hai từ. Chọn sẽ là. Đây là. Mình có, chị vẫn nhắc nhiều lần là dân số dày đặc. Biết từ này vào vợ nào. Số 2, density, dân số dày đặc. Biết từ nào. Biết xong chưa? Rồi, chuyển. À, kỷ luật. Ok, dễ luôn. Kỷ luật. Facility. No, no, no. Một chữ đi tiếp. Mình có tiếp sắp chết. Lúc nãy là ngắt quãng làm gián đoạn rồi. Bây giờ mình sẽ có một từ còn lại. Sẽ là đọc như nào. Đọc như nào. Từ số 3 này là Descript line. Descript line. Descript line. Kỷ luật từ này sẽ là kỷ luật. Một từ này vào vợ nữa. Descript line. Bây giờ list xem nào. Mới được có 6 từ chứ mấy. 8 từ. 8 từ rồi à? Đúng không? 30 từ là nhiều. Hôm nay là học có 50 từ thôi. À, hôm nay chỉ học có 50 từ. Buổi sau 50 từ nữa. Topic 3 có 100 từ. Chị đã chia ra 2 buổi rồi. Ok, biết xong từ này chưa? Xong rồi. Học được, quan trọng là tí nữa áp dụng được vào cái phần bài tập nữa. Phát triển dần dần. Phát triển dần dần. Không phải 3, không phải 1. Không phải 4. Thì là 2. Rồi, đọc là phải đọc graduate. Gradually. Khác nhá, nhìn lại cái từ gradually này không phải là graduate. Đấy, từ graduate của mình viết như thế này. Tôi sẽ viết lại từ graduate. Graduate như thế này cơ. Mình khác không? Mình khác nhau không? Đó. Gradually. Lâu dài. Im lặng thế, lâu dài. Lâu dài. Lâu dài, không phải lâu đài. Long lasting. Rồi, good, durable, long lasting. Khủng hoảng kinh tế. Lặp lại cái từ kinh khủng hoảng đúng không? Loại trừ được nhé.
Mình có số 1 nghĩa là gì? Liên đoàn của mình đây, bóng đá của mình đây, Confederation of, được chưa? Mình có số 4 be out of touch, không chạm đến được, không biết được thông tin. Còn số 2 và số 3. Số 2. Chọn là economist à? Thế bây giờ thuộc nhá, bây giờ là thuộc, mình sẽ có hai từ này. Mình số 2 của mình, economist sẽ là cái nhà kinh tế học ấy. Cái người học với môn kinh tế học, nhà kinh tế học. Còn đây mới là economic crisis, mới là khủng hoảng kinh tế. Đó, economic crisis. Không bắt ghê nữa, nhớ này thôi. Nào, nhà kinh tế học. Số. Vừa nói xong, số. Số, không phải số 1. Ừ. Không phải số 4. Ừ. Vừa xuất hiện ở câu trước xong. Số 3. Số 3, rồi, economics. Thế còn số 4 nghĩa là gì? Em cũng chịu. Không biết từ này. Con đại hội quốc hội thì này không biết, thì này không biết. Rồi, bây giờ economics tiếp một cách tiết kiệm. Nhìn này, nó là một trạng từ này. Cái từ nào mà là có đi ly thì là cái đấy là trạng từ. Nhìn thấy sự trạng từ ở đây chưa? Đấy. Vậy là đáp án nào của đi ly? Cách tiết kiệm. Ừ. Đấy. Economical. Economical có đuôi, có trạng từ thì nó sẽ là đuôi ly, nên chọn được đáp án chỉ số 1 nhá, không phải số 4, mà phải là số 1 vì nó khác số 4 là ở đuôi ly, nên cho cái này là tính từ, còn cái này là trạng từ. Trạng từ economical thực tế. Chưa đọc ra được là phải viết từ này đấy nhá. Thì cứ nghĩ là nó cơ bản nhưng mà nó lại không cơ bản. Thực tế á, down to the earth. Rồi, ok. Tiết kiệm. Lúc nãy là một cách tiết kiệm là trạng từ, thì bây giờ tiết kiệm của nó là một tính từ. Ví dụ như là mua xe hay là mua đồ rẻ rẻ thôi, nó tiết kiệm. Loại trừ nào, mình có từ số 4 economics, đây là gì rồi? Là nhà gì đó, nhà kinh tế, rồi nhà kinh tế học. Mình có từ số 1 conceal, biết là vở chưa nhỉ, nó là từ che giấu ấy. Chưa. Ừ. Nhưng bây giờ tiết kiệm là từ gì? Tiết kiệm còn là... 2 với 3 chọn. Economical. Rồi, economical, tiết kiệm thuộc kinh tế. Ừ. Thuộc kinh tế. Thuộc kinh tế. Economic. Rồi, economic, chính xác. Đấy. Tiếp tục làm được luôn. Bạn sau luôn. Mở rộng. Biến chữ E rồi này. Mở rộng một cái gì đấy. Coi như là không nhớ thì sẽ học luôn nhá. Biết là vở luôn cái từ nó sẽ là expand số 1 này. Ừ, động từ mở rộng đây, số 1. Ngắn rồi đúng không? Từ này khá là ngắn, expand mở rộng. Cơ sở vật chất. Trước khi làm từ cơ sở vật chất thì hỏi lại tí từ số 2, economics. Economics là nhà kinh tế. Rồi, mình có discipline. Từ này viết trong vở rồi này. Là cơ sở vật chất.
tập với nhau thì nào? Không, tôi biết này. Không phải habitat này. Đúng rồi. Facility. Ừ, rồi, nó sẽ là từ này nhá. Facility, cơ sở vật chất, cung cấp. Cung cấp. Cung cấp. Ừ, cung cấp, ví dụ như là mình sẽ cung cấp đồ ăn đúng không, cung cấp nước uống à, người ta đang tình nguyện ở ngoài cái gì à? Rất nhiều. Loại trừ tiếp, mình có số 2 và số 3 có thể loại trừ này, mình có assimilation viết trong vở là đồng hóa đúng không, mình có contribute to là đóng góp, mình đã biết rồi. Sẽ còn hai từ mà mình học cái từ citizen bằng inhabitant lúc nãy là dân cư, cư dân rồi. Từ này là dân cư, cư dân rồi. Nên là còn từ này sẽ là từ cung cấp. Facilitate bằng với lại đọc từ đằng sau là provide. Rồi. Tiếp đánh giá. Đánh giá, à, đánh giá emigrate. Em biết thôi, biết thôi nha. Từ này, đây nó sẽ là từ evaluate, đánh giá. Biết từ nào vậy? Evaluate. Trong sách quá ít từ, có 3 hay mấy từ thôi. Evaluate, đánh giá. Ừ. Chuyển luôn nha. Mình có di cư này, di cư mới là cái từ mà lúc mà em chọn nhầm này, cái từ evaluate là đánh giá, thì đây là cái từ anywhere này mới là di cư. Đó, mới là di cư. Trước khi bấm từ này hỏi lại số 1 là nghĩa là nhà kinh tế học. Số 2. Thuộc kinh tế. Rồi, mình có số 4. Facility là cơ thể, à, cơ sở. Rồi, chính xác. Còn đây là EUS, từ từ vĩnh viễn. Lặp lại rồi, đánh giá. Vừa viết xong vở xong. Đánh giá. Evolve. Evaluate. Ừ. Đính hôn. Đính hôn. Engage. Rồi, engage, đính hôn. Nữ sinh em. Ok. Sự khuyến khích á. Ừ. Encouragement. Từ nào đó? À, encouragement. Rồi đọc từ lại. Encouragement. Sự khuyến khích. Được 42 phần ngữ rồi, chỉ còn 8 phần ngữ nữa hết. Càng ngày càng hùng mạnh. Tất cả những từ còn lại nó chỉ có một từ mới, còn những từ còn lại là làm rồi. Luận ra chưa? Get to state. Rồi. Strong. Cái từ này là strong, là sức mạnh, thu hút. Thu hút. Mình có mình có carry out bằng cơn đắc, nghĩa là carry out bằng con dash, tiến hành thực hiện. Illustrate. Xem trong vở đã viết từ này chưa nhỉ? Chưa. Minh họa. Bây giờ còn hai từ, số 1 và số 3. Từ nào là thu hút? À, thu hút á. Chọn sẽ là grab attract. Mình có một cái tính từ là attractive, là tính từ thì cái từ thu hút đấy. Đây động từ của nó sẽ là attract. Rồi, grab attract, thoát khỏi. Vậy trừ đi nào, mình có economical. Economical thuộc kinh tế. Thuộc kinh tế. Mình có traffic congestion.
tắc nghẽn, tắc nghẽn, traffic congestion, tắc nghẽn giao thông đấy. Mình có criteria, từ này thì chắc chắn biết trong vở rồi này, với lại nhìn thấy. Criteria. Tiêu chuẩn. Rồi, vậy là còn từ nào xuất hiện thôi. Get off. Get off. Linh hoạt. Engage sẽ là cái gì mà phụ huynh có nhận trước khi cưới là phải engage. Đính hôn. Rồi, mình có economic crisis, xuất hiện cái từ crisis sẽ là tình hình kinh tế vì Covid đang gặp phải khủng hoảng, thì cái từ này sẽ là từ khủng hoảng. Mình còn hai từ 2 và 3, flexible và illustrate, linh hoạt. Illustrate. Thế biết rồi nha, thế biết. Biết từ flexible là linh hoạt. À. Ồ đó. Để dễ. Dễ rồi, thế chị ạ. Dạ. Chị cũng nghĩ là dễ thôi mà, chị cũng nghĩ là dễ. Môi trường sống. Habitat. Rồi, ok, habitat. Mình có từ số 2, số 2 là gì? Số 2 là gì? Console. Console. Là cái gì? Ok, ghim rồi nhá. Ghim những từ mà em chỉ nhớ là con tin. À, con hostage. Hiểu nhầm. Dễ quá. Mình có một cái là miss understand là hiểu đúng không? Thì mình có miss understand là hiểu nhầm. Bây giờ học một cái từ khác của miss understand sẽ là get hold of the wrong end of the speech. Rồi đó, cứ đọc vào câu thì ok, linh hoạt, lặp lại rồi. Linh vừa bảo dễ ở từ này không biết xong. Flexible. Em biết hả? Không biết rồi. Đấy, 49 nghĩa là còn đúng một thuật ngữ nữa thôi. Nào xem thuật ngữ cuối cùng là gì ha. À, hiện hơi chậm. Minh họa. Từ học tập. Minh họa. Loại trừ hết những cái từ vừa rồi đi nào. Mình có số 3, assimilation là từ đầu tiên trong vở luôn hay sao á. À, assimilation là cái gì đó nhưng mà em rất nhớ nhưng mà kệ, không phải là linh hoạt. Em nhìn lại trong vở đi, em nhìn lại trong vở đi, vừa viết từ này số 1, đầu tiên cổ muốn mang xong. Không, từ đấy là từ apparent. À, nha, chứ không biết từ này à? Đồng không. Đồng hóa, từ này là đồng hóa này. Mình có destructive. 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 Thế bây giờ viết nhá, viết vào vở chị cái từ assimilation này để nghĩa chống ra. Nghĩa là viết tiếng Anh thôi còn chưa để từ tiếng Việt. Từ viết subject mình cũng chưa nhớ, cũng biết để viết tiếng Anh ra và để chống ô tiếng Việt. Thì nữa mình sẽ nhìn lại một lượt nữa các bạn. Hai từ này chưa ạ? Rồi xong thì chọn ra từ nào sẽ là từ linh hoạt. Mà chắc chắn là từ số 1. Biết xong hai từ này chưa? Rồi mình có từ đến evaluate. Xem từ này đã biết chưa? Nhìn đến cái chữ mà nó có xuất hiện chữ E á. Từ A, B, C, D nhưng mà nó sẽ đến chữ E. Từ này là đánh giá này. Đây, từ cuối cùng cần phải viết minh họa nó sẽ là từ này. Illustrate. Đây, từ này viết nghĩa luôn là minh họa. Đang biết bằng bút gì? Bút B hay bút M chỉ? Bút B. Rồi, xong nhá. Illustrate. Illustrate, minh họa, từ này sẽ minh họa luôn. Ok, hết. Đấy, từ cuối cùng phần ngữ hôm nay, illustrate. Xong, hết phần học. Quay lại trước này. Quay lại đến phần trang trí trước. Thì nó sẽ có hai từ. Nó sẽ có hai từ mà em chưa nhớ. Nó sẽ là từ gì nhỉ? Từ đồng hóa, từ số. Đây. Từ số 7 này này, đấy, cái từ assimilation này này của mình nó có nghĩa là đồng hóa, thì có thể biết cái nghĩa của nó là đồng hóa và vở.
từ vừa nãy em chưa nhớ ấy. Assimilation là đồng hóa. Rồi, kiểm tra này, bắt đầu đến. Disruptive, đây trang thức chỉ này, đúng cái từ đấy luôn để cho nó dễ học. Disruptive, đấy, bắt đầu chữ D đúng không? Mình vẫn có số từ nhưng mà chữ D là đang suy dày đặc là develop gradually. Disruptive là kỷ luật, và đây disruptive là gây rối, gây rối. Rồi, cho đến bài kiểm tra nhá, xem là làm như nào này. Kiểm tra, kiểm tra thì bao giờ chị nhắc nhiều rồi, nó sẽ có cái phần cài đặt ý, đó mình sẽ làm. Thì đầu tiên mà để dễ làm nhất thì nó sẽ phải là phần đúng sai, và nhiều lựa chọn chị sẽ cho của em vào đây, 50 câu luôn. Nào, cơ sở vật chất sẽ là cơ sở vật chất. Đúng rồi. Facility. Rồi, ok, yep. Dead loss. Rồi, dead loss. Không chắc rồi. Be out of touch. Che giấu. Conceal. Good. Thoát khỏi. Get it off. Good. Câu này nhìn thấy hai từ không? Nhìn thấy số 8 và số 9 không? Nó đều có nghĩa là be out of touch, một là không bắt kịp, hai là không không theo kịp thông tin. Và mình sẽ chọn đều là từ mà có thể bị lọc sự kiến thức. Từng từ một mình có economics. Encouragement. Nhớ đến ví dụ dân số dày đặc. Dày đặc. Dày đặc thì là densely. Rồi, densely. Sự tiêu dùng. Từ này lúc nãy rõ ràng quá. Em biết chắc là từ. Ừ. Sự tiêu dùng sẽ là. Không phải consumption. 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 Rồi. 50 từ cơ, bây giờ mới đến từ số 10, cố lên. Ồ, thật là 50 câu, bây giờ mới đến câu 10. Nào, tiếp. Từ này khủng hoảng. Quen quá, mình gặp hai lần rồi. Một từ nó để từ khủng hoảng riêng, một lần nó để cả khủng hoảng kinh tế vào một từ. Crisis. Rồi, chính xác. Chậm thôi nhưng mà ít ta là vẫn trả lời đúng là được. Not. Hoặc congestion. Ừ, đúng. Mà disruptive mình vừa viết xong. Nhìn ngay lại cái từ disruptive mình vừa viết xong luôn ạ. Nào, trả lời chị cái từ disruptive là gì nào? À, kỷ luật.
Thế từ nào mới là kỷ luật? Disruptive. No, nhìn kỹ lại, nhìn kỹ lại một lần nữa từ disruptive không phải kỷ luật. Đây là bị lẫn từ rồi. Mình có hai từ. Discipline. Discipline mới kỷ luật, thế còn từ disruptive là gì? Mà em biết rồi. Em nghĩ không phải kỷ luật. Thế à, thế em gạt ngay chị từ đấy là kỷ luật đi. À, thế em bị nhìn nhầm rồi. Cái từ disruptive này nó sẽ là gì? Gây rối. Phá rối, ai đó làm cho người ta bị ngắt quãng khi làm việc gì đấy. Nó sẽ là disrupt. Ngắt quãng người ta là. Đây, nào lặp lại luôn số 12 gây rối. Disruptive. Đây mới là disruptive. Rồi. 13 nào. Trồn trồn. À, bồn trồn. Bồn trồn. Butterfly in the... Rồi, không thể không nhớ đúng không? Cư dân. Cái này nó hãy tha cho không phải biết à. Này em biết mà. Ừ, đã. Civilized. Rồi, habitat. Rồi. Hiệu quả phải với lại không có lãi. Từ này cũng easy luôn. Hiệu quả không có lãi là cái từ mà có hai cái gì ấy. Cost effective và unprofitable. Đồng hóa. Đồng hóa. Đồng hóa, đồng hóa là conversation. Không phải. Không phải. Assimilation. Rồi, assimilation. Đồng hóa kinh tế. Tôi nhớ được cái từ kinh tế thì liên quan đến cái từ khủng hoảng nào thế ta? Là gì nào? Economic crisis. Rồi, đúng rồi. Mỗi từ là mất khoảng 30 giây ha. Linh hoạt. Linh hoạt. Flexible. Rồi, tụi này biết mở rồi đấy. Đây sẽ là nhà kinh tế học economic miss rồi, mở rộng. Mở rộng. Expand. Rồi, giúp. Môi trường sống. Habitat. Tiết kiệm. Good, good. Nhớ đấy. Bây giờ là phải nhanh nữa thôi. Tiết kiệm. Economical. Good. Khi mà đây là tính từ đúng không? Còn nếu mà chạm từ thì nó sẽ là cái gì này? Cung cấp. Điều này phải rất chú ý. Cung cấp provide movie. Rồi, provide. Nhớ cái từ đằng trước này nhá. Facilitate này thì nghĩa là đại hội, quốc hội. Gợi ý là chữ C này. Gì nào? Congress. Không. Đây nhá, đây. Ừ. Confederation là liên đoàn mà, đúng không? Liên đoàn giáo mình nhá. 25. Đánh giá cao. Viết vào rồi, từ này viết vào rồi. Để viết đánh giá chứ. Ừ, đánh giá.
evaluate là đánh giá, đúng rồi, thì bây giờ đánh giá cao nó là khác. Approaches. Được, thế viết viết từ này đó. Appreciated. Mình có từ evaluate là đánh giá, đúng rồi, còn cái từ này là đánh giá cao. Cái từ đánh giá kia là như cả một công việc, còn cái sự đánh giá cao này nó lại là tính chất. Đây. Xong chưa? Appreciated. Rồi, đây, 21. Đúng hoặc sai, chỉ có đúng hoặc sai thôi. Tích lũy sẽ là conservation. Sai bé. Thế đi. Sai bé. Một à, không đúng, 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 đúng. Con tin. Con tin là conservation. Đúng hay không? Không đúng. Phương pháp tiếp cận là approach. Approach, approach. Chắc đúng. Đúng, rồi. Hiệp hội liên minh của bóng đá sẽ là confederation. Đúng. Đúng. Nông nghiệp sẽ là agriculture. Đúng, 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 đúng. Assimilation là thu hút. Không đúng, không đúng. Nó phải là gì? Assimilation là gì? Đồng hóa. Đồng hóa, đồng. Đào sữa. Đúng, đúng, đúng. 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 Get it off là hiểu nhầm. À, không, không đúng, đúng, không đúng. Get it off là? Là gì đó nhưng mà thoát ra khỏi. Rồi, nào. Apparent là rõ ràng. Bên ngoài. Đúng không? Đúng, 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 đúng. 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 Ai? Facility phải là? Ờ, cái gì nhỉ? Cái gì liên quan đến vật chất? Cơ sở vật chất, rồi. Thuộc kinh tế. Sai. Nó phải là? Thuộc địa hóa. Rồi, good. Hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Đúng, đúng, đúng. 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 Sai. Sai. Đúng. 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 Đây là tiến hành, không phải là... À, em nhìn nhập câu 20, câu 20 là đúng. Okay. Cái phương trình tiếp bằng provide sẽ phải là... Cung cấp. Rồi, 20 sẽ là... Đúng à? 21. Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn. Đúng, đúng, đúng. Đúng luôn. Chắc đúng, luôn. Đúng, conservation là sự bảo tồn. Đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng nhá, đúng, đúng, đúng rồi. Đúng. Evaluate là minh họa. Không đúng, không đúng, không đúng. Thì evaluate là gì? Là cái giá. Rồi. Minh họa là từ, minh họa là từ gì mình cũng biết luôn đấy. Đọc cái gì từ minh họa là. Flexible là linh hoạt. Illustrate. Mình thấy từ đấy chưa? Chưa. Illustrate. Cái từ cuối chưa cuối. Biết. Chưa biết rồi. Chưa biết rồi. 25 à? Đúng. Rồi. Ok. Đúng. 100%. Sai đâu nhỉ? 96%. Bấm nhầm câu nào không? Ồ. Chắc chị bấm nhầm. Chắc chị bấm nhầm. Đây. Có thể em trả lời đúng nhưng mà chị bấm lộn chẳng hạn. Rồi, ok. Chuyển sang đến bài của bài tập. Đó, bây giờ là bài của bài tập. Đây, ví dụ câu topic 3 này, mình có một số từ mà mình đã học, ví dụ như số 3 này này, đúng không? Appearance, rõ ràng mình học này. Rồi đến số 6 này mình có học không? Mình có học luôn, những từ khác thì nó sẽ xuất hiện ở các phần đằng sau. Cái từ liên quan đến kinh tế này, số 11 này. Thì nhìn lại màn hình nó xe thôi đã. Rồi, liên quan đến số 11 thì mình đã học hết những cái từ kinh tế bao giờ này. Đấy, mình có học đến hostage là con tin luôn. Mình có học đến số 18 này luôn. Học đến số 20 luôn. Mortgage sẽ cầm cố thế chấp lại lặp lại này. Em lấy cái sạc. Nào. Ừ, rồi đi đi. nói tiếp này, nói tiếp. Mình lúc nãy một số từ mới mình đã học đúng không? Mình có butterfly mình học rồi, dialogue mình cũng học rồi đấy. Ví dụ như thế, mình có be out of touch cũng học luôn, rồi carry on rồi đấy, một số từ
lại là bây giờ sẽ chuyển sang phần bài tập thì sẽ dễ hiểu hơn. Topic 3 của mình nhá. À, đây mình làm đầu tiên đi cái từ từ số 26. Nào, làm cho chị Siêu số 26. Mọi người di cư đúng không? Mọi người sẽ nhập cư đến lại đô thị thì nó sẽ là từ nào mà mình đã học ở trong 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 bài lúc nãy đi. Tách nơi luôn ạ. Sẽ là emigrate là nhập cư đúng không? Là nhập cư thì mình sẽ học một từ trái nghĩa luôn mà lúc nãy mình chưa học là di cư, là nhập cư, di cư. Rồi, tiếp này, xem rồi đến từ số có thể số 27. Kiếm sống mình có thể chưa không trong từ mới nhưng mà nếu mà ngoài mà em biết từ này thì ok luôn. 27 kiếm sống sẽ là make a living rồi kiếm sống này. Dịch thử đoạn sau xem nào. Bad weather condition, bad at job, flood, storm, but because they can complete lost agriculture company. Dịch cả câu này như thế nào? Có 27. Bởi vì thời tiết xấu, thời tiết điều kiện xấu. Ừ, đúng rồi. Như là bão. Ừ, đây là hạn hán đầu tiên này, xong rồi đến bão này. Ừ, lũ lụt. Tại sao lũ lụt? Because không thể, mình có từ complete là hoàn toàn đấy. Không thể hoàn thành, không thể hoàn thành cái nền cái việc công nghiệp được, cái vấn đề của việc nông nghiệp. Rồi mình có số này nhá. Đây 29. Ủa em hỏi này chắc gì không có đến gì cơ. Bóp để cho anh học nhạc nha. 29 nhá. Tin à thôi. Đây, chị chuyển câu đi, chị chuyển câu từ. Số 30, 31. Những cái gì mà mình vừa học xong. 31. Urban population, dịch lược là dân số của đô thị đúng không? Sẽ continue to grow, dịch như thế nào nè? Proportion. Rồi, sẽ là proportion. Nhưng mà dịch tiếp continue to grow là gì? Continue là continue là tiếp tục. Tiếp tục làm sao? Tiếp tục phát triển. Ừ, và expand. Expect, đây là expect là mong đợi. Expand mình học là mở rộng, đây expect là mong đợi. Được mong đợi rằng là cái sự proportion sẽ gia tăng, à cái phần trăm sẽ gia tăng bằng với từ là proportion, phần trăm gia tăng 70% này. Rồi, đây 32 liên quan đến những từ mà kinh tế mình đã học. Mercedes. À không, nhầm. Ừ. 32. 32 là economically. Ừ, nếu mà để giải thích ý, nó có thể chỗ này nó là một cái chủ điểm ngữ pháp. Nó có thể là một chủ điểm ngữ pháp nhá. Mình sẽ có chỗ này cần một cái tính từ này, à một cái trạng từ này. Đây, xong rồi nó đi. Nó cần một cái trạng từ, rồi đến cái từ develop the country này. Đây là trạng từ này, xong rồi đến tính từ và xong đến trạng từ. Nên mình sẽ có thể chọn được cái này là see develop the country. Nếu mà viết ra thì nó sẽ là một cái trạng từ như thế. Rồi, đến câu sau này. Chú ý, cái từ này appearance này chính là cái sự rõ ràng mà mình vừa học xong đấy, đúng không? Nhưng mà 33 có chọn từ số A không? Các bạn appearance. Chọn nơi này, bây giờ dịch thử lại nhá. Thái Lan urbanization sẽ là gì? Từ này sẽ là gì? Thái Lan đô thị hóa. Ừ, đô thị hóa. Red ở đây là tỷ lệ đúng không? Tiếp tiếp nào. Increase sẽ là increase là tăng, à increase gradually, tăng dần, tăng gradually dần, từ này lúc nãy trong lý thuyết có ta tăng dần
over the past 50 years, trong khoảng 50 năm gần lại đây, đấy, mang lại cái sự gọi là sự lớn mạnh, cái lợi ích một cách lớn mạnh rõ ràng cho cái đất nước này, nghĩa là người ta nhìn thấy cái sự gia tăng của cái đất nước này được một cách, đây là tính từ này, apparent đây là tính từ, khi mà thêm đi này nó sẽ thành trạng từ, còn đây là từ trái nghĩa của nó, không rõ ràng. Rồi tiếp đến xem đúng những cái từ cần điền thôi này. Số 36 mình có in the south, cái gì, sự phát triển của nông nghiệp hay là của công nghiệp. 36 sẽ là phát triển nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp thì nó sẽ là gì? Agriculture đúng không? Nếu mà mình kết hợp cả từ agriculture development sẽ là phát triển. Phát triển. Agriculture là Agriculture là nông nghiệp đúng không? Phát triển nông nghiệp. Rồi, mình có từ khác mà trong lúc nãy không biết từ mới, bởi vì có thể là biết rồi hoặc có thể chưa biết thì bây giờ biết thêm. Concentrate on là tập trung vào. Tập trung vào gì nào? Vào rice cultivation. Tập trung vào. Phát triển nông nghiệp sẽ tập trung vào việc. Rye là lúa đúng không? Cultivation là trồng lúa. And nationally này, và quốc gia, rye này, lúa này, rồi là rubber, đây là cao su, sẽ là main item of export, những cái sản phẩm chính của export là của xuất khẩu. Được. Những cái sản phẩm chính của xuất khẩu. Như kiểu Việt Nam mình nhá, lúa với lại cà phê, rồi cao su cũng là những cái sản phẩm chính luôn, giống Việt Nam luôn. Nhá. Từ này thì không cần phải học. Massive bằng với từ massive bằng với từ numerous đúng không? Nhiều, to lớn. Trong một số trường hợp thì nó có thể là huge nữa, lớn nữa. Nếu mà cho nó điều kiện là nhà, là nơi, một địa điểm nào đấy thì nó sẽ là to, thì nó sẽ dùng với từ huge. Còn trong trường hợp là vấn đề nhiều thì nó sẽ dùng với từ numerous, nhưng mà nó linh hoạt. Linh hoạt giữa hai từ này. Mình có, rồi, để đây, 39. Từ này thì không cần phải nhìn cái gì cả, có thể trả lời được luôn. Liên quan đến từ congestion mà mình đã cho là gì? Nghĩa là congestion, mình viết trong vở nó mãi cố nhớ lại từ congestion nghĩa đây. Mà mình sẽ chọn được luôn cái từ traffic congestion đi đôi với nhau đó. Là gì nhỉ? Nhớ lại luôn thôi mà. Biết nhá, viết một lần vào vở. Viết một lần vào vở cái từ traffic congestion này là tắc nghẽn giao thông thì sẽ nhớ ra. Traffic jam. Bằng với lại traffic jam luôn á. Traffic congestion, traffic jam. Khi mà traffic jam ấy thì nó sẽ là chỉ trong một thời điểm, để mà phân biệt giữa hai từ này thì nó sẽ là cái vấn nạn. Cái vấn nạn ví dụ của Hà Nội là traffic tắc đường thì nó sẽ dùng cả một cái từ là traffic congestion này, thì nó là rất phức tạp rồi, nó là lâu đời rồi, nó khó để mà cải thiện được. Còn cái việc traffic jam thì nó chỉ là trong một thời điểm nhất định thôi, ví dụ cái phố này mình nó không tắc đâu, nhưng hôm nay nó có hội gì đấy nó mới tắc thôi, thì nó sẽ dùng cái từ này để khi mà trong nhiều trường hợp nó sẽ sử dụng linh hoạt đó. Rồi biết xong từ traffic congestion chưa, để chị chuyển. Rồi, xem tiếp mình có những cái từ gì mà nó sẽ hợp lý với cái phần mà em vừa làm xong thì sẽ đi làm luôn. Mình có 42. Học được, lúc nãy mình đã học được từ là nông nghiệp rồi đúng không? Thì agriculture là nông nghiệp sẽ luôn phải đi với từ là industrial là công nghiệp. Thế bây giờ sẽ chọn 42 giữa nông nghiệp và công nghiệp thì chọn cái nào? Nhớ là hai cái từ này phải luôn học đi đôi với nhau. Từ nông nghiệp thành công nghiệp, từ công nghiệp thành nông nghiệp. 42 chọn gì? Ở những cái urban area ấy, thì nó sẽ phải là nền nông nghiệp hay công nghiệp? Area. Ừ.
Urban, urban area. Mình có urban là đô thị, còn area là cái từ vùng thôi nhá. Chữ area này nghĩa chỉ là vùng thôi. Vùng. 42 sẽ là những khu mà có đông là đô thị thì nó sẽ phát triển đến công nghiệp đúng không? 42 là. À. 42 là các bạn xin. 42 chọn đáp án là industrial. Thế phải đọc lại từ này âm á rồi. Industrial rồi, industrial, industrial công nghiệp, industrial zone, industrial zone. Mình có developing ở đây nghĩa là developing rapidly. Nghĩa từ này là gì? Developing rapidly. Developing. Developing là vẫn còn mới quá ha. Viết vừa vào. Trả lời. Yeah. Trả lời. Developing là vừa ở đâu rồi? Viết một lần. Cả từ developing rapidly luôn. Developing rapidly. Viết tiếng Anh đi đã, xong rồi mới đọc tiếng Việt. Luyện đọc nhiều vào nhá, kể cả là mình đã có đáp án rồi đúng không? Nhưng mà mình đã diễn giải, mình hiểu được là cái tại sao mình có đáp án đấy rồi thì sẽ phải đọc nhiều lên để có thể nhớ được cái từ đấy vào đầu để sau này mình vận dụng vào khi mà mình nói. Mình gặp chủ đề nào là mình nói được chủ đề đấy. Biết xong tiếng Anh chưa? Biết rồi. Rồi, nó sẽ có nghĩa là develop, tức là phát triển này. Còn rapidly là nhanh chóng. Nào, developing rapidly, phát triển nhanh chóng. Phát triển nhanh chóng. Rapidly. Phát triển nhanh chóng. Được chưa? Ok. Rồi, chị lược lại lên một câu trên nữa. Ngoài cái việc phát triển nhanh chóng thì nó sẽ có phát triển dần dần. Đây, từ này. Increase gradually sẽ là phát triển dần dần, gia tăng dần dần. Rất là hay dùng trong trường hợp khi mà mình viết bài writing nhá, mình viết bài nó sẽ có những cái biểu đồ như kiểu mình học vật lý à địa lý ấy. Đấy. Phát triển nhanh hay là phát triển chậm đấy. Chỗ này sẽ là increase gradually, phát triển dần dần, cái này nữa. Increase gradually. Okay. Đọc lại hai từ đấy. Một là phát triển nhanh chóng, hai là phát triển dần dần, gia tăng dần dần. Developing rapidly. Và increase gradually. Rồi. Là là phát triển dần dần, cái định nghĩa hả? À, phát triển chưa? Phát triển dần dần hoặc là gia tăng dần dần. Tôi ghi là gia tăng đi. Nếu mà ghi là phát triển thì nó lại phát triển thì nó sẽ hợp với từ lần develop không? Còn từ increase đúng chất nó sẽ là gia tăng. Xong chưa? Tiếp nhá. Rồi, nào đến câu 45. Không phải nhìn kia hay làm gì nữa luôn. Mình có từ khủng hoảng kinh tế sẽ là economic crisis. Rồi, dịch đoạn sau nào. Nữa. Hả? Dịch đoạn sau chị. The economic crisis in the US in the 1970 has a serious impact on the whole world. Mình có từ này là khủng hoảng kinh tế rồi, thế nào nữa? Của Mỹ. Ừ. Vào những năm. Năm bao nhiêu? 1970. Rồi. Dịch đoạn sau. Là
mối lo lắng của toàn thế giới. À, mình sẽ có cả một cái cụm này nhá. Have a serious impact on là ảnh hưởng thôi, không phải là nỗi lo lắng thôi nhá. Mình có từ, em đang bị nhầm giữa một cái từ, chị phải viết lại từ này thì nó mới là lo lắng. Ừ, cái gì nhỉ? Nervous cũng được, hoặc là serious cũng được, thì nó mới là lo lắng. Serious. Rồi, thì nó mới là lo lắng. Còn đây là serious là có ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa? Viết được vào, viết được vào. Had a serious impact on, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái gì? Viết cả cụm luôn. Chắc lọc những từ không biết ra để kiểm tra. Never failure. Đọc để nhớ luôn này. Had a serious impact on, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Có ảnh hưởng nghiêm trọng đến. Nghiêm trọng đến. Rồi. Em một chút, 2 giây không? 2 giây thôi. Ok. 3 lần rồi nhá, từ giờ đến cuối buổi ngồi im học nốt đi. Nào. Em chỉ đi lâu rồi. Mình có số 51 này, mình có đồng nghĩa nhá. Close it. Mindset bằng với lại 51. Mindset sẽ bằng với lại Outlook. Outlook nghĩa là Outlook nghĩa là gì? Nghĩa là mở mang tổng óc. Đúng rồi, nghĩa hiểu như thế cũng đúng. Nghĩa là cái mind là cái ý tưởng của mình đúng không? Nghĩa là những cái gì mà mình có ý tưởng này. Xem nghĩa của cả câu nhá. Nó thì say something about the crisis of the new schedule manager and the mindset that theory demand of his player. Rồi, nó nói về những cái tư tưởng mà những cái đầu óc, cái mà anh ấy yêu cầu cho những cái người chơi của anh ấy. Mình có từ B, nghĩa lúc nãy học rồi là xem lại trong vở, đi viết từ này rồi đấy. Criteria. Tiêu chuẩn. Rồi ok, tiêu chuẩn. Đấy, mình có số 53 này. Grab sẽ bằng với từ học luôn. Từ nào? Grab Grab taxi. Grab sẽ bằng với từ attract. Rồi, attract sẽ là thu. Thu hút dịch từ ra nào. He stressed that idea of the event is so rapid, the public attention with their favorite acts rather than to give them a diverse arts festival. Stress ở đây là mình có bình thường là đánh trọng âm đấy, nó sẽ dùng cái từ này là nhấn mạnh. Nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh. Idea là nhấn mạnh ý tưởng. Rồi, của cái event là của cái sự kiện.
Để làm gì? To grab. Để. Để. Em biết được à? Để grab là để. Để thu hút đúng không? Để thu hút. Để thu hút cái gì? Public attention. Public là attention. Mình có khi mà cô giáo giảng bài đúng không? Cô giáo học sinh không nghe thì cô giáo sẽ là pay attention, chú ý. Thì đây sẽ là sự chú ý của ai? Sự chú ý của cộng đồng. Mình có public của cộng đồng, chú ý của cộng đồng. Với lại cái favorite art, ở đây là những cái tác phẩm nghệ thuật này, hơn là give cho họ, give là cho họ, đưa cho họ sự những cái lễ hội. Mình có festival, a diverse arts festival, nghĩa là nhiều cái lễ hội, yêu cầu họ chú ý hơn là mình kiếm việc đưa cho họ cái lễ hội. Nhớ cái từ grab bằng với attract nha. Rồi tiếp đến từ từ này thì có vẻ như là xong, không biết có nhớ là gì không? À, từ này thôi không chưa nhớ, bởi sau gặp lại dãy dầu sương gió, nói thế chắc nhớ luôn. Nào, mình có emphasize. Nhấn mạnh, nếu mà chị nói từ này là nhấn mạnh thì nó sẽ bằng với từ nào? 57. Emphasize, nhấn mạnh. Có một số từ là mặc định là kiểu nhớ rồi, không cần phải sau vào lý thuyết nữa luôn á. Emphasize, nhấn mạnh. Bằng với? Biết không? Không. Okay. Emphasize. Học luôn, viết luôn và vào vậy. Emphasize bằng với lại focus on. Focus. Viết vở nha. Viết vở mà. Rồi, dịch như thế nào nào? Bây giờ chưa dịch được thì đọc tiếng Anh câu này lên đã. The study emphasized a period of time beginning 4 years before the casino opened in 4 years later. Rồi, cái việc study này không phải cái việc học nữa mà là sẽ là cái nghiên cứu nhá. Cái nghiên cứu nhấn mạnh vào một cái period of time, một cái giai đoạn của cái beginning 4 years, cái sự bắt đầu của 4 năm trước khi mà cái casino được mở ra và 4 năm sau đó. Rồi, nghĩa là nó nhấn mạnh vào cái giai đoạn 4 năm đầu. Ok. Mình có get rid of, không nghĩa là gì? Get rid of là đuổi gì đó. Rồi, nó là trốn thoát ra, thoát khỏi ra một cái gì đấy. Thế mình có cope with là đối mặt với, sẽ bằng với từ deal with. Deal with, rồi đối mặt với. Keep up with là yeah, biết là từ bỏ. À không, tiếp tục. Bắt kịp. Tiếp tục. Rồi. Tiếng Anh nào. Tập tiếng Anh câu này nào. Read the sentence. Understanding the need for change is essential for the ability to successful cope with this challenge. Rồi, mình có understanding sẽ là mình có understand, I understand, tôi hiểu. Thì đây là có việc hiểu thôi đúng không? Việc hiểu. The need for train, rồi cái việc hiểu cái sự cần thiết của cái việc train ở đây là thay đổi, thì là essential for là cần thiết. Từ này chưa biết đọc thì chắc là lúc nãy cũng chưa biết nghĩa luôn, nên bây giờ ghi vào vở. Essential for, cần thiết. Essential. Cần thiết.
Ok. Ok. Rồi. Đấy, cần thiết cho cái gì? Cần thiết này, the ability to success, mình có từ ability là khả năng. Còn từ successful là thành công, đúng không? Khả năng thành công khi mà mình cope with, mình đối mặt với những cái thử thách. Hiểu cái sự cần thiết để mà thay đổi thì là điều quan trọng, thì là điều cần thiết. Vì là cái khả năng để mà thành công khi mà đối mặt với những cái vấn đề. Rồi, xem từ nào vậy nhá. Nào, carry out sẽ bằng. Từ mới học xong, carry out bằng. Còn bốn từ này bằng từ nào được nhỉ? Continue hay conduct hay là finish? Conduct. Rồi, conduct nghĩa là tiến. Tiến lên. Tiến hành. Ví dụ như là mình học hóa chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ có những cái tiến hành những cái thí nghiệm ấy. Đấy, hãy nhớ đến những ví dụ đấy. Mình có thể, nếu mà học xong với thầy nước ngoài thì người ta sẽ bảo là tiến hành carry out the experience, một thí nghiệm đó. Tiến hành. Rồi. Đấy, câu số 2 này. Con bướm bay trong bụng sẽ là từ bồn chồn. Butterfly in. Rồi, sẽ bằng từ nào nào? Bồn chồn nghĩa là gì? Mình vui à? Hay mình thoải mái? Hay là mình thất vọng? Hay là mình lo lắng? Chọn là? Bồn chồn thì... bồn chồn nervousness. Nervousness. Chính xác luôn. Rồi. Đấy, đây, 64. Cái này nghĩa là... misapply, misunderstood, admit hay là rely. That told the wrong end of the stick, nhưng mà có rồi. Từ này nó giỏi lắm mà. Chị thấy là không cần phải nghĩ đâu được. À, kết là... thúc gì đó. Là hiểu thế nào? Mình hiểu nhầm. Hiểu nhầm sẽ là từ hiểu nhầm, nó đang đồng nghĩa với từ misunderstood. Rồi, hiểu nhầm nhá. Thế còn trái nghĩa với misunderstood sẽ là hiểu đúng đấy, bỏ cái tiền tố miss này đi, mình được từ bỏ tiền tố miss đi, mình sẽ được từ Understood. Understood này là quá khứ nhá, còn nếu không thì là understand, là hiểu. Ok. Nào, tiếp này. Bây giờ đến opposite, trái nghĩa nhá. Long lasting. Nhưng mãi là bằng với lại durable rồi, nghĩa là lâu dài rồi. Bây giờ trái nghĩa với nó sẽ là, đây bằng với từ A này. Nếu mà đồng nghĩa là bằng với từ A, nhưng bây giờ mình cần trái nghĩa. Trái nghĩa. Rồi, ok. Từ này thì có vẻ là từ mới của đoạn sau. Mình sẽ chọn là cái từ này. Transaction. Thôi, có nhá. Để lại câu này. Mình có down to it. Và những từ mới vừa học. Làm luôn. Down to it. Bằng với lại. Cái gì mà thực tế nhỉ? Thực tế. Từ này. Reasonable. Chưa biết. Không. Không phải thực tế. Từ này vẫn chưa biết trong vở. Lúc nãy bằng không, nghĩa là biết. Bằng. Không, biết, em biết. Nào. Thì đấy nghĩa là unrealistic, đúng không? Đấy là trái nghĩa. Unrealistic là trái nghĩa. Bây giờ chỉ cần đồng nghĩa của từ doubt mà lúc nãy mình đã học. Practical. Rồi, đây practical là đồng nghĩa, đúng không? Nghĩa là gì? Nghĩa là đau chữa là gì? Thế. Đau chữa nghĩa là thực tế. Rồi, thế bây giờ trái nghĩa thì cái từ unrealistic này là unrealistic.
nghĩa của realistic. Từ unrealistic. Đây là thực tế rồi, mà trái nghĩa với thực tế thì nó sẽ là không thực tế. Không thực tế. À, bỏ tiền tố ăn đi mình sẽ được từ unstoppable. Bỏ tiền tố ăn đi được từ ngoài bên trên, ok, bên trên có từ understood là tiền tố của nó là misunderstood, nhưng bây giờ từ unrealistic này thì tiền tố nó lại là tiền tố ăn, thì bỏ tiền tố ăn đi được từ realistic, nó sẽ là thực tế nhá, hiểu không? Realistic là thực tế này, tiền tố ăn thì nó sẽ là unrealistic, là không thực tế. Nào câu 70, dance liên quan đến dân số lúc nãy là gì nhỉ? Đang mới hỏi nghĩa đây nhá, còn chưa hỏi đến cái phần nghĩa của cả câu đâu. Mới đang cái từ này nghĩa là gì thôi. Nghĩa từ này, nghĩa từ này à? Giờ lại trong vở thế nào? Nó liên quan đến dân số đang rất là bị báo động. Hey, silly. Chị phải cho lại xem lại xem lại ở trong list từ vậy. Nào, chữ the, chữ D của mình nó sẽ có từ đây, đi đây, từ số 25. Trong vở này này. À trong quiz này này. Dày đặc đông đúc nhìn thấy chưa? Trở lại bài nhá, trở lại bài nhá. Đấy, nghĩa là nó đang dày đặc đông đúc, trái nghĩa đi, chọn số 70 sẽ là 70 sẽ là sparsely. Ừ, vậy đông đúc rồi thì trái nghĩa với từ này nó có nghĩa là sparsely sao mà. Trái nghĩa với đông thì là gì? Đấy. Là thưa đúng không? Ra nghĩa là cái từ này nó sẽ là thưa thớt. Đồng ý không? Đồng ý. Ok. Nào, tiếp. À, thêm một số từ nữa thôi. Xong rồi thì quay lại. Đây, số 76. From strength to strength. Mình đã học từ này rồi. Ngày càng khỏe mạnh hơn đúng không? Thì bây giờ sẽ trái nghĩa về nó thế nào? Become worse and worse. Ừ, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đấy. Nghĩa câu si là gì? Viết trong vở rồi nhé. Develop gradually. Câu xin nghĩa là gì? Nhìn lại ngay cái vở em vừa viết đi. Vâng, em đang nhìn không? Ừ, nó sẽ có được đây. Không xa lắm đâu, hãy nhìn từ những cái câu cuối cùng của bên trên, nhìn ngược lên, từ bên dưới trên lên. Develop gradually. Ừ. Đấy, nhìn ra rồi đấy, đánh dấu nó vào, đánh dấu phúc đỏ vào, đánh dấu cái gì đấy mà mình đã học nó. Em viết từ gradually. Ok, phát triển nhanh hơn. Phát triển dần dần chứ. Cho mẹ, rồi ok, nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ. Lúc nãy nó là gì? Nó là đây, chị sẽ nhìn lại một tí. Ừ, nó là số mấy nhỉ? Rồi, mình có develop nhưng mà lúc nãy từ đấy không phải là gradually nữa đúng không? Mà nó là rapidly thì đúng là nhanh thật. Còn đây cũng từ gradually nó sẽ là dần dần thôi. Nhìn kết hợp giữa cái từ nó là increase gradually thôi, còn đây là develop gradually, vẫn thế thôi. À, tiếp nhá. Out of task số 78 này. Làm rồi, là vận lại cái não của mình để nghĩ là cái từ out of time nghĩa là gì nhỉ? Không. Ừ. Thế nào nhỉ? Không có trong vở đâu nên đừng tìm, nghĩ thôi. No. Mình không chạm đến được một cái gì đấy. Mình không tiếp nhận được một cái thông tin gì đấy. Nghĩa là mình không biết đến nó ấy. Không bắt kịp. Ừ, không bắt kịp. Rồi bây giờ chọn 78. Trái nghĩa về không bắt kịp là mình rất là cập nhật.
Mình rất là thời thượng, mình rất là biết. Cái từ này đúng kiểu mình tiếng Việt hay sử dụng luôn, mình biết up, update mọi thứ, đúng không? Mình sẽ chọn đáp án là C, đó. Mình biết update mọi thứ, mình không bị lỗi mốt, lỗi thời, không có vấn đề gì cả. Rồi, dịch thử có 78 nào. Mình có tên người thôi nhá. Is out of touch with murder, a chief service, survive, which can be innovative and challenging. Rất là lỗi thời lạc hậu với những cái thiết bị hiện đại, cái mà có thể là tạo động lực hoặc là challenging, gây ra thử thách. Rồi, xem nào. Hết những cái từ hôm nay có thể học được rồi. Bây giờ đây, câu 79 cuối cùng, Odette Scott làm rồi. Ghi nốt câu 79 để ôn lại từ mới. Odette Scott. Cái gì nhỉ? Tên là A. Cái gì? Làm mãi nhưng cuối cùng thành công hay không? Không thành công. Ví dụ như là mình đây này, mình học mãi nhưng mà có 50 từ mới thì liệu mình đã nhớ được đến khoảng 40 từ chưa? Đã mình nhớ được 40 từ là mình thành công. Thì đây là mình không thành công đúng không? Deadlock, không thành công. Trái nghĩa đi nào. Trái nghĩa là thành công. Ừ, thành công. Thành công là mang lại lợi nhuận, mang lại một cái giá trị gì đấy. Là profitable. Ừ, đấy, mình có profitable lợi nhuận. Không thành công là từ C đúng không? Unsuccessful. Còn completely useless hoàn toàn là vô tác dụng. Available nghĩa lúc nãy có rồi nè. Chưa cho từ này. Available biết nghĩa chưa? Không để biết tiếp. Available là đa dạng. Lúc nãy là rồi, nhiệm vụ đầu tiên này, đánh số thứ tự từ của hôm nay xem là được bao nhiêu từ rồi để ôn lại một lượt. Ừ. Đánh trong vở em ấy, trong vở em xem em biết được bao nhiêu từ rồi. Những từ vô vàng là những từ hôm nay học. Nào, đánh bao nhiêu từ rồi? Chắc khoảng 25 từ thứ mấy nhỉ? Trận chưa đến 20 từ. Rồi, ok. Trả lời lại nhá. Nhìn lại ví dụ câu 26 này này. Nó sẽ là những cái từ bôi vàng. Là những cái từ gì? Em có nhớ không? Migrate là gì cơ? Rồi, tiếp 27. Cả cụm luôn. Make a living. Make a living. Lập nghiệp. Kiếm sống. Rồi. Mình có 32. Economic to develop the country. Tiết kiệm. À không, đúng rồi, tiết kiệm sự. Rồi, trong trường hợp đây, nhìn lại một tí để phân biệt những cái từ này. Mình có từ economical ở bên số B này này. Nó sẽ là tiết kiệm đúng không? Nó sẽ là tiết kiệm thật. Rồi, còn trong trường hợp câu số C này mình dịch thoáng ra, mình sẽ dịch ở đây là những đất nước mà đã phát triển kinh tế. Cái từ này thì nó lại liên quan đến thuộc là phát triển kinh tế, thuộc từ phát triển kinh tế nhá. Rồi. Mình có đây. Apparent. Apparent. Mang lại cái sự rõ ràng, rõ nét. Mình có từ viết này vào vở luôn đấy. Apparent mình viết vào vở luôn là gì? Rõ ràng. Rồi mình có từ đây tiếp tục thế này. Thế này là bao nhiêu sang trọng? Đây từ này nào. Đọc từ tiếng Anh lên thì sẽ dễ để nghĩ ra được tiếng Việt hơn. Increase rate.
để phân tích dần dần, rồi, phát triển dần dần, phát triển dần dần, đấy, đọc tiếng Anh lên cho ok ngay. 36 nào. Agriculture. Agriculture vẫn phải dở à? Hãy nhớ đến là nông. À, tập trung nha, tập trung để giải quyết nốt vấn đề này. Mình có agriculture development, phát triển nông nghiệp. À, phát triển nông nghiệp. Mình có massive với lại là huge hoặc là numerous là nhiều. Mình có traffic congestion sẽ là tắc nghẽn. Tắc nghẽn gì? Tắc nghẽn gì? Giao thông nữa, thêm từ traffic là giao thông nữa. Rồi, mình có industrial zone. Industrial là? Industrial là agriculture là nông nghiệp. Thì industrial sẽ là công nghiệp. Công nghiệp. Zone ở đây là khu, khu công nghiệp. Nghe nhiều đến cái việc là ở những thành phố lớn thì đang phát triển những cái khu công nghiệp thì chính là cái câu này. Developing rapidly là phát triển ở đây là nhanh chóng rồi, chứ không phải là dần dần nữa, mà là các khu công nghiệp này phát triển nhanh chóng luôn. 45. 45. 5. 45 là? Là khủng hoảng kinh tế. Rồi, khủng hoảng kinh tế, vế đằng sau. Vế, xe lướt bắt. Ảnh hưởng nghiêm trọng. Rồi, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái gì đấy. Ok, tiếp này. Mình có grab bằng attract sẽ là grab bằng attract. À? Trời ơi. Từ này thì không biết đâu, nhưng mà không thuộc thì lại phải viết tiếp thôi. Thu hút. Good. Ok không? Nào tiếp nhá. Mình có emphasize bằng focus. Từ này viết này. Từ này viết hả? Là gì? Tìm đi nào. Từ từ để em tìm á. Đừng tìm từ đoạn trên, bởi vì là những từ này mình làm ở đoạn dưới dưới thì em phải tìm từ số 10 trở xuống số 20 nó mới ra được. Thế mới phải là viết đẹp chữ dễ mới nhìn. Tập trung. Nhấn mạnh. Rồi, tập trung, nhấn mạnh. Tiếp nhá. Cope with bằng deal with. Thỏa thuận. Cope with bằng deal with. Đối đầu. Rồi, mình có essential for. Từ này cũng biết rồi này. Trời ơi. À, biết rồi nhưng em không nhớ nghĩa. Cần thiết. Rồi, à, gì nữa nhỉ? Carry out, conduct. Carry out, conduct. Thực hiện tiến hành. Rồi, ok. Đoạn dưới này thì chị thấy nhìn lên màn hình đọc lại một lượt những cái từ nó bằng nhau, nó trái nghĩa nhau. Long lasting bằng long lasting là dài, bằng với từ dài. Durable. Bằng với durable. Down to earth bằng. Down to earth bằng với cả unrealistic. Đấy là trái nghĩa nhá. Unrealistic là trái nghĩa. Còn nếu mà bằng là đồng nghĩa là phải bằng với từ practical. Đề nó có thể hỏi hai vế, nó có thể hỏi trái nghĩa là practical hoặc là đồng nghĩa là đồng nghĩa là practical, trái nghĩa là unrealistic, mình phải linh hoạt lên.
Rồi, mình có dân số dày đặc thì sẽ trái nghĩa với việc là dân số thưa thớt là từ A này rồi này. Ok. Rồi. Bây giờ, như lần trước em vẫn vào phần mở lại phần quiz để mà có thể gọi là vào lại nhá. Bây giờ em vào quiz nhưng mà với một cái điều kiện là đăng nhập thông tin để mà có thể khi mà chơi ghép thẻ nó hiện lên cho chị nhìn lại này. Đấy, mình có phần đăng xuất, ví dụ mình có thể đăng xuất đúng không? Thì mình dẫn luôn. Thì nó có thể đăng nhập, thì bây giờ em đăng nhập đi, chưa có thì em hãy đăng ký để nó ra, chứ còn đừng có vào nguyên cái link của chị gửi thì nó sẽ không thể nào mà biết em là ai để nó lấy cái bảng bảng sắp xếp là em được bao nhiêu giây đâu. Một là phải đăng nhập để mà bằng vào Facebook, hoặc là chưa có thì đăng ký, chưa có Facebook thì đăng ký lên. Làm luôn bây giờ nhé, làm luôn bây giờ. Vẫn giữ được máy và vẫn làm. Hiểu ý không? Bây giờ chị gửi cái link bài của topic 3 này qua máy thì em đã mở được chưa? Hay là phải đợi tí nữa để em... Chị gửi luôn được không? Chị gửi đi. Chị sẽ thêm một hai từ nữa vào đây đó. Thêm một cái từ... 50 từ rồi nhưng mà thêm 1-2 từ này. Thêm 2 từ nữa thôi. Mình thêm 2 từ. Đó là từ mình thêm 2 từ. Đó là từ essential for. Rồi. Thêm đã. Essential for. Cần thiết. Không thể thiếu. Học luôn này. Essential for. Và một từ khác là cope with bằng với deal with. Cope with bằng với deal with. Rồi. Đối mặt với. Ok. Vào ngay cái phần ghép thẻ nha. Chị gửi link qua một cái là vào luôn phần ghép thẻ để mà làm bài. Rồi. Đợi chút.